Hướng dẫn sử dụng máy tạo oxy 5 lít trên phút Kaneko DO2-5A. Trước tiên các bạn lật đáy của máy tạo oxy lên và cắt hai cái dây bảo vệ máy. Đây là hai dây chống va chạm khi vận chuyển. Các bạn đổ nước vào bình tạo ẩm sao cho nước ở giữa mức min và mức max. Sau đó các bạn xoáy vào vị trí của nó ở trên máy. Cắm một đầu dây oxy vào bình tạo ẩm, đầu còn lại có hình càng cua sẽ đặt vào mũi của người bệnh. Sau đó các bạn cắm điện. Bật máy lên. Điều chỉnh lưu lượng oxy sao cho phù hợp nhất với người bệnh, từ mức 0,5 lít trên phút đến 5 lít trên phút. Khi trên máy có hiển thị hai nút màu xanh, một nút là điện vào, một nút là normal, nghĩa là máy đang chạy bình thường và cung cấp nồng độ oxy ở mức 82% trở lên. Màn hình hiển thị tổng thời gian máy đã chạy. Trong quá trình sử dụng, các bạn lưu ý vệ sinh các tấm lọc. Các tấm lọc này ở bên cạnh và phía sau của máy tạo oxy. Khoảng 1 đến 3 tháng, nếu các tấm lọc này bị bẩn thì các bạn bỏ ra để vệ sinh cho sạch sẽ. Khi cần vận chuyển máy tạo oxy đi xa hoặc mang đi bảo dưỡng sửa chữa, các bạn chú ý đổ hết nước ở bình tạo ẩm đi rồi mới vận chuyển, tránh cho nước khỏi bị chảy ngược vào máy.